Haidilao, Haidilao. Haidilao. À, Haidilao. Haidilao là cái gì? Lẩu đó, lẩu Bắc Tuyền đó, lẩu Bắc Tuyền của Sài Gòn. Haidilao. Có nghe không Tuấn? Để Tuấn Tuấn. Ô. Ê. Em Tuấn ơi. Gì vậy? Tuấn. Trời ơi. Chưa khui luôn đó. Ừ, đúng rồi. Em không dám xài luôn á. Ủa Tuấn. Ủa cái này nói xài nãy giờ mà. Ủa giờ nãy giờ. Ê Tuấn. Trời ơi. Tôi. Em ơi, cái đó là luôn. Cái đó người ta có 3 chai thôi. Cái nè. Không có gì nè hết trơn, cái này là quay. Cái này quay. Tuấn, cho mình hỏi nè, cái này là quay nói đi. Đâu biết không, cái trên bàn á. Thì bây giờ đây tôi có mượn, tôi mượn đây nè, tôi chỉ cho cách xài nè, nè. Tôi. À, wow. Em ơi, nhãn hàng có 3 chai thôi em ơi, mà chụp quảng cáo 2 chai còn 1 chai để dành đó. Cái này là của Hari đó. Hari còn phải quay đó. Hari còn phải quay clip đập hộp cái chai đó nữa mà chưa gì em đã xé nát nó chứ không gì hết. Trời ơi, không tin luôn. Rồi cái hộp đâu? Xé được cái hộp rồi sao lát quay. Ủa em đâu biết đâu, em tưởng cái này tại em thấy mát. Trời ơi, em không nhìn em nãy giờ em ngồi ở đâu em đó. Em tính là có gì là chị nói là mọi cái gì lậu Haji lậu gì đó. Em tính nói chị rất nhộn nhẹ, em nhìn cái này là muốn đập luôn á. À, thì bây giờ đúng rồi, sao đi ăn lẩu. Không có bù lại lẩu, nó cũng đâu có bù được cái này đâu, cái này còn chưa có ra ngoài nữa. Không, ở đây mát. Biết không, cái này còn chưa ra đời. Cái gì bà nội, chưa ra mắt. Chưa ra mắt, hiểu không? Vậy mà dám xài của Hari. Tụi mình đóng nhiều phim chúng nhau là mà. Cái đó là chuyện riêng, tôi cũng chẳng có xe đầy đủ cho bạn chứ đâu phải là trả cái gì xài miễn phí đâu đúng không? Nhưng mà cái vấn đề chưa xài gì hết. Trời ơi. Nhưng mà cái vấn đề là không. Thôi lớn rồi. Thì thôi thì của tôi. Thì của tôi đó. Không Hari ơi, bây giờ có chút tình cảm đi để lát còn chụp nữa em. Chứ em làm Tuấn bịch quá lát mà không có chụp. Lát nữa mình phải diễn chung nhau hay bây giờ mình lấy cảm xúc trước đi là bây giờ mình sẽ cầm chai này cho Tuấn. Thì mình vậy thôi, đi nhắm mắt đi bạn, nhắm mắt. Em làm quá là lát mà em tự make up lại. Nhắm mắt. Hàn Quốc nha. Nhắm mắt. Vậy thôi cô bạn nhắm mắt đi, Em sẽ nước miếng hả? Rồi đó. Dính gì ta? Bây giờ nước miếng cho người ta hả? Dính gì ta? Không Tuấn, nhưng mà lấy hồi rồi. Nhưng mà lấy hồi kêu Tuấn Đại ăn đi. Em cái đó là gọi là gì? Haidilao ấy. Haidilao hả? Haidilao nó giống như cái bài hát gì của Thái Lan nhỉ? Không bà, cái đó là một cái lẩu Trung Quốc. Ngon lắm. Một cào lẩu rồi nó lâu rồi đâu. Mọi người ăn rất là vui. Chị Đăng, cái hôm mà chị gặp chị Ninh Bình. À, tác vô mặt chị Thăng Bình hả? À, chỗ đó hả? Nhưng mà nó có bên con rồi. Nhưng mà nói thiệt nha, mọi người ăn em rất là vui, nhưng mà cá mình buồn nhưng mà em thịt mà kiểu mọi người buồn trong mối quan hệ lâu dài mà sẽ muốn khoái là kiểu. Không, em tự ý em xài của người ta mà bạn nói sao nữa. Tôi nói cho bạn nghe nè. Bình thường á, cái này á là bình thường mấy cái ở ngoài đường mà nó bán á là nó chỉ có xịt khoáng, nó chỉ có khoáng thôi, nó không có cái gì hết, hiểu không? Còn cái này là nó tới 5-6 cái chức năng lận, hiểu không bạn? Có nghĩa là nó rất là đặc biệt và nó rất là quý giá với Hari, hiểu không? Thì biết là đặc biệt quý giá nó mới xịt đó. Thì biết đặc biệt quý giá nó mới xịt đó. Nhưng mà trước khi xài thì cũng phải hỏi cái ý kiến của mình chứ đúng không? Hello. Cho Tuấn mượn miếng xài trước đi. Hỏi ý kiến rồi đó, giờ không lẽ không cho? Thì mình xịt cho, nhưng mà cái hạt này nó nhỏ lắm chứ nãy cái hạt xịt quá nó hơi to cho mặt Tuấn đó. Hồi này bạn xịt thì bạn xịt rất nhiều khi mình không có biết nằm góc nào mình nhìn được tổng quát hiểu không? Có 3/4 cái bông. Xịt cho ok, nhắm mắt đi, xịt cho. Xịt nha. Xịt đó. Không xịt cái miệng khép lại tí đi. Ngày xưa chết rồi Hari. Xịt nha, xịt nha. Ô, điện thoại. Vẫn dơ hả? Điện thoại.